Đây là một chiếc like không thể giao lưu được mọi người ơi, ở đây rất là ồn, không thể giao lưu được đâu. Đây chỉ có ăn thôi, không bán nha. Yeah.
Dương lên sân khấu để chụp tấm hình. Tôi xin mời các bạn, đi bài quý quý thầy cô ở trường cấp 3 Hoài Nhơn lên sân khấu để chụp cảnh, chụp cho một tấm hình. Chị ơi, chị có để nó son trong giỏ hàng không ạ? Em đặt tiếng em vào trong cửa hàng của chị á, em coi nha. Chứ ở đây hôm nay chị không có bán đồ, chị không có để trong đây. Đây là kiểu học từng lớp về bố mẹ.